Hùng ơi, SC này là đá SC nào đấy Hùng? VSC. VSC. Dì ăn tù mà với VSC. Hey! Một quả phạt cho Dì ăn tù mà. Rồi. Hay quá Thành ơi. Rồi, con đạn kìa, đạn cô kìa. Hay. Cái này. Tốt lắm. Bây giờ đập tường nào ra kìa. Ok nhá. Đập tường để nó làm tường đi. Mình kia đó không? Một quả đá biên cho Dejan Tuama. Em mới lỗi là sáu lỗi đúng không? Sáu lỗi mà đối với sáu là đi là phạt. Vâng, một pha dứt điểm từ xa rất tốt. Chặt chiêu về ông ơi, bỏ những cái tình huống này. Đi vào. 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 Đi vào.
đây bạn ơi. Anh ơi, vâng, một quả bóng tiếp theo. Biết ngay cơ mà, thấy chưa này. Này. Đúng rồi. Ôi giời. Vâng, rất tiếc xúc phạm. Dứt điểm vừa rồi. Chạy hết bây giờ thì có mấy phút chạy hết mình chứ anh.
Sao ban tổ chức hay nhỉ, trọng tài bắt như thế nào thì kệ trọng tài nhé. Đi vào để can thiệp. Ông này chán. Tài bắt sao kệ trọng tài. Lên
sân này khu này hơi rộng mà, khu này rộng, ngồi chỗ căng rồi. Sức không bắt được con rồng này, nó sức khỏe. Anh ơi, spawn luôn nhá hay là tí nữa mới lại? Dừng đi xong rồi đẩy tiếp. Dừng cái này chỉ có nút này thôi chứ. Ừ, em dừng đi. Con gái quá không hợp lý thì phải nói cho anh sao mà ngồi im được, bên đây chết. Anh đá cho mà rồi anh được kiện thì anh cũng phải lên tiếng chứ, anh sau thì anh bây giờ muốn là trọng tài nó bắt nó bắt nó thịt mẹ rồi. Đá đi tiếp tục nào. Làm bài không có giỏi thôi. Tập trung anh em, không sao, không sao, không sao. Anh sau đấy, anh đứng lùi cho em quay đi. Anh quả đấy trọng tài bắt khép tay, cầu thủ khép tay rồi mà anh, có phải giơ tay ra đâu. Thứ hai là nhiều lúc trọng tài già rồi ấy, mình đá phong trào mình không nên phản ấy, có nhiều lúc luật chơi lỗi các tình huống một chuyện bình thường. Luôn đây chơi bóng ở anh Hiếu bên kia cầm. Đừng khoan dọn em, chắc còn mấy trận, đấy thì mấy trận quay gần là đây còn mấy trận. Hoàng ơi phát đi. Quay vừa đây. 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 Vamos a ver.
anh ạ. Sáu phút rồi, 6:30. Phát trận này cũng chân trái rồi. Yeah.
về đúng cánh nha, về đúng cánh nha. Nhanh bóng mình đưa luôn này. Nhanh bóng. Cái là đội nào cũng đang cơ mà không nhỉ? Thôi, ra sân đi anh ơi. Đi ra sân anh ơi. Đội anh không ai vào đâu. Đấy bạn, đi ạ. Đấy bạn, đi ạ. Thôi. Cái gì vậy? Súng ra. Ok, anh em nhá. Anh em đá cho vui thôi. Bóng rồi, bóng rồi.
Nhanh khởi trước lên, nhanh khởi trước lên. Cánh này, cánh bên đây. Đang đưa ra cánh đưa lại. Nhanh, đá lôi, Duy bắt số 21. Chắc luôn. Theo luôn, dụng đi.